Ở giáo trình phần 3 này, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cách tạo chữ ký động, chuyển động của dòng bút để tạo chữ ký động. Các anh chị sẽ mở một cái tập tin hình lông chim lên để chúng ta tiến hành chúng ta tạo cái dòng nét viết cho chữ ký động. Nhưng trước tiên thì ở trong phần 2 tôi đã hướng dẫn cho anh chị xong rồi. Thì bây giờ các anh chị cho hiện những cái nét bút đầu tiên lên bằng cách các anh chị sẽ lít những cái con mắt ở trong phần laser lên. Anh chị lít con mắt trong phần laser lên. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái dòng đầu tiên là cái nét chữ đầu tiên các anh chị tạo được hiện lên. Nhiệm vụ của các anh chị là đặt cái bút vào cái vị trí đầu tiên. Chúng ta mở cái hình lông chim lên. Các anh chị dùng công cụ Movit Tool. Các anh chị kéo cái lông chim qua. Xong, các anh chị tắt hình lông chim đi. Hình lông chim này quá lớn cho nên các anh chị sẽ dùng phím Ctrl T trên bàn phím. Các anh chị thu nhỏ nó lại. Nhấn phím Shift đưa vào một cái hand ở góc hình và chúng ta thu nhỏ lông chim lại. Sau đó nhấn hai lần để chấp nhận. Nếu nó còn lớn nữa, các anh chị tiếp tục dùng Ctrl T trên bàn phím để thu nhỏ cái lông chim bằng cách nhấn phím Shift và đưa cái hand về góc hình lông chim để chúng ta thu nhỏ lại. Chúng ta nhấn Enter để chấp nhận. Sau đó chúng ta dùng công cụ Move Tool để di chuyển cái lông chim về cái vị trí đầu của nét chữ. Điều đầu tiên là sau khi đặt lông chim lên vị trí đầu của nét chữ xong thì các anh chị sẽ tiến hành các anh chị tắt hết những con mắt. Chỉ để cái con mắt laser 2 lên lông chim lại. Và để tạo chuyển động thì các anh chị vào cái trình đơn Window. Chúng ta chọn Animation. Thì một cái bảng Animation hiện lên như đây. Các anh chị thấy cái gem đầu tiên là cái hình lông chim. Và tốt nhất bây giờ chúng ta có cái gem đầu tiên rồi thì các anh chị sẽ tắt con mắt này đi. Tức là gem đầu tiên là hiện trắng lên không có gì hết. Bây giờ chúng ta add một gem bằng cách các anh chị đưa vào cái nút có hình hai hình vuông hoặc là có từ Duplicate Select Gem, các anh chị nhấn vào đó để add một cái gem mới. Thì ở gem thứ hai này các anh chị sẽ lít con chuột vào cái laser 2 để hiện con mắt lên. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cho cái dòng chữ chuyển động, cho cái bút chuyển động. Bây giờ chúng ta add thêm một rem nữa. Tức là rem số 2 này nè là cho cái dòng bút chuyển động, chúng ta add thêm một rem. Thì chúng ta cho cái dòng chữ hiện lên. Cái nét chữ đầu tiên hiện lên. Và chúng ta add thêm một rem mới nữa, chúng ta cho cái nét chữ kế hiện lên tiếp tục. Thì các anh chị sẽ dùng công cụ Mo trên bàn phím, dùng công cụ Mo hoặc nhấn phím M, chúng ta di chuyển cái lông chim này theo nét chữ. Các anh chị làm cẩn thận thì cái nét bút nó mới đẹp, còn nếu các anh chị làm nhanh quá thì cái bút nó sẽ không chạy chuẩn. Và các anh chị tạm thêm một rem mới. Sau đó chúng ta nhấn con mắt phía bên dưới, kề cái con mắt vừa tạo cái nét đầu tiên. Các anh chị đưa cái lông chim này lên. Và các anh chị di chuyển cái lông chim. Các anh chị nhớ đưa vào đầu lông chim cho nó chuẩn xác. Chúng ta di chuyển lông chim xuống, nhớ di chuyển từ từ để cho nét chữ nó chuẩn xác. Tức là các anh chị càng di chuyển chuẩn xác bao nhiêu thì cái dòng chữ nó mềm mại bấy nhiêu. Sau đó các anh chị tiếp tục add thêm một rem mới. Các anh chị cho hiện con mắt bên dưới tiếp tục để chúng ta thấy cái nét chữ chúng ta cần vẽ. Và chúng ta đưa cái lông chim về vị trí đây, chúng ta tạo cái nét chữ kế. Sau đó chúng ta add thêm một rem mới và chúng ta mở đánh chọn vào con mắt ở laser bên dưới. Chúng ta tiếp tục di chuyển cái nét bút đi.
theo đúng cái hình của nét bút, mà cái hình của dòng nét chữ mà chúng ta tạo. Rồi các anh chị tiếp tục thực hiện add thêm một ray mới, và chúng ta cho hiện con mắt kế cái nét chữ vừa tạo xong, và các anh chị tiếp tục đưa cái lông chim để tạo nét chữ vẽ. Nhớ là chúng ta đi từ từ thôi, các anh chị làm nhanh quá dòng chữ sẽ không đẹp và không mềm mại. Sau đó các anh chị ép thêm một rem nữa, và chúng ta cứ tiếp tục cho hiện cái con mắt ở laser của nét chữ kế. Chúng ta dùng di chuyển cái lông chim đi theo cái nét chữ mới chúng ta vừa cho hiện lên. Tiếp tục anh chị ép thêm một rem mới, và chúng ta tiếp tục mở laser mắt, cái laser con mắt để hiện cái nét chữ kế tiếp. Các anh chị chú ý hiện nét chữ kế tiếp, chúng ta đi từ từ thôi. Các anh chị ép thêm một rem mới, và các anh chị kéo xuống, các anh chị cho hiện lên cái nét chữ kế. Chúng ta đưa con trỏ đến cái lông chim, và chúng ta nhớ giữ cái đầu của lông chim, chúng ta di chuyển lông chim đi. Để tạo dòng chữ tương đối mềm mại. Sau đó các anh chị ép thêm một rem mới, và chúng ta đưa xuống cho hiện con mắt cái nét chữ kế. Rồi chúng ta giữ lít chuột vào lông chim, và chúng ta tạo nét cuối cùng. Nét cuối cùng của chữ, các anh chị chú ý nha, đi làm từ từ thì cái đường nét nó mới mịn và chạy đẹp hơn. Các anh chị tiếp tục add thêm một rem mới, và bây giờ chúng ta cho hiện con mắt để tạo cái gạch ký của chữ. Chúng ta đưa con trỏ vào đây, vào lông chim, và chúng ta tạo cái chuyển động cho cái nét gạch. Các anh chị tạo tiếp một rem mới, và chúng ta cho hiện con mắt này lên. Chúng ta tiếp tục di chuyển đi. Chúng ta tiếp tục tạo một rem mới, và chúng ta cho hiện con mắt lên. Để các anh chị di chuyển theo làn gạch, chúng ta tiếp tục tạo một rem mới, và các anh chị cho hiện con mắt lên. Chúng ta di chuyển con trỏ cho cái lông chim di chuyển theo cái nét gạch. Chúng ta ép một rem mới, và các anh chị tiếp tục cho hiện con mắt lên. Các anh chị cho con trỏ chuột tới giữ cái lông chim và chạy theo nét vẽ. Các anh chị ép thêm một rem mới, và cho hiện cái con mắt laser lên. Rồi chúng ta dùng chuột, chúng ta giữ cái lông chim này, và chúng ta kéo cái nét chữ đi, cái nét gạch dưới đó. Chúng ta ép thêm một rem mới, và các anh chị cho hiện cái gạch của chữ ký lên. Chúng ta di chuyển chuột, chúng ta kéo cái lông chim đi. Chúng ta ép một rem mới, và chúng ta cho hiện cái nét vẽ cuối cùng. Và các anh chị giữ chuột vào lông chim, chúng ta tiến hành, chúng ta kéo tới nét chữ cuối cùng. Như vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cách để tạo dòng chữ chuyển động.